Vâng, ruột gan như thế này thì các bác thấy yêu không? Rất là mới nha. Con này vừa về nha các bác. Vừa về ngày 7 tháng 10 này. Nó là model của cao cấp của dòng Beyonder, của dòng Reserver Edit 980 nha các bác. 980. Các bác thấy dây nguồn, tất cả dây điện còn rất là mới. Đây là đúng chất bãi nha các bác, hàng chất bãi này. Hàng chưa qua tay người dùng nha các bác. Sẽ sở hữu và nghe được một chất âm nó trọn vẹn hơn. Linh kiện còn nguyên vẹn, tốt, đạt mức đỉnh điểm để chúng ta có một chất âm nó ngon lành, nó không bị suy hao. Đây, các bác thấy sexy là biết rồi, rất là mới nha. Tất cả là zin, bóng đèn từ zin từ A tới Z nha. Hai tủ lọc nguồn. Đây là phần công suất. Phía trên không một vết chạy lông mèo lông chuột kia luôn nha, rất là mới luôn nha. Thôi, giá em nó là 18,5 triệu. Bây giờ mời các bác xem chi tiết phục vách của sản phẩm nha. Mọi chi tiết các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên nha, em giao hàng toàn quốc cho các bác nha. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Em có về một con Beyonder SX 980 nha các bác. SX 980 là đàn anh của 950. Em nó sở hữu là hai đồng hồ vô và hai đồng hồ FMI chạy hai cầu loa A B hoặc A cộng B. Dòng này sexy 7 màu nha các bác, có lo nét và trưng bày rất là đẹp. Nó là dòng Reserver của hãng Beyonder Nhật Bản, sản xuất riêng cho thị trường Mỹ nha các bác. Điện 110-120V, hàng về đẹp rất là xuất sắc nha. Và giá em này em cân đối cho các bác để tham khảo và đang cần thì alo cho em, giá 18,500,000 nha. Đã cân đối rồi nha, các bác yêu thì phone cho em thôi. Máy rất là đẹp nha. Tí em mở ruột ra thì các bác xem bên trong. Đây là phần nắp của sản phẩm. Máy bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác thấy nè. Vỏ gỗ này rất là mới và đẹp. Rất là nặng nha. Con này là dòng lớn nha các bác. Đây, vỏ gỗ nha. Còn tem cơ đầy đủ nha. Nặng lắm, sexy 7 màu, chạy 8 sọt. Dòng này thì các bác chơi vào những loa Nhật, Mỹ, Âu rất là tốt. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em qua hai số điện thoại trên. Rất là mới nha. Đây là cầu loa của nó nha các bác. Dòng công suất lớn nên là thẳng tích hợp luôn là cầu chữ U làm rề làm bao nha. Điện 120V, các bác có thể cắm 110-120. Này, các bác thấy độ đẹp từ cạnh bao gỗ nha. Rồi, sau đây mời các bác xem ruột gan luôn. Vâng, đây, các bác thấy độ đẹp thế này thì các bác có yêu không? Rất là mới nha. Mới kinh công luôn, sexy 7 màu. Đây là phần âm sắc và phần công suất nha. Tất cả là nguyên zin từ A tới Z. Đây là sản phẩm chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Máy bãi nha, đúng chất cho các bác luôn. Giá 18,500,000. Giá em đã cân đối rồi, các bác yêu thích thì alo cho em thôi. Các bác ở xa lần đầu mua hàng có thể cọc tiền, cọc ít nhất là 2 triệu nha các bác đối với những sản phẩm giá trị cao như thế này. Qua làm mới nha. Sexy rồi. Đẹp mới tinh. Đấy. Hai tủ nguồn và tăng phô nguồn. Máy đẹp như thế này thì có xài nó yên tâm, mà cũng như là chất lượng linh kiện nó đảm bảo về âm thanh, nó trung thực, nó đầy đủ. Qua là mới. Rồi, em xin dừng video, hẹn các bác ở video tiếp theo. Beyonder SX 980 giá là 18,500,000, đã bao ship cho các bác nha.